Mình xin tự giới thiệu, mình là một họa sĩ tô màu tự do và mình rất thích tô màu. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách tô màu và sao cho đẹp nhất. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tô màu nào. Bây giờ mình sẽ đi tô màu nhé.
Nên tôi